Dạ vâng, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ ạ. Trước mắt anh em là dòng Mazda 3 sedan nhé. Mà trong cái video ngày hôm nay, ngày mùng 8 tháng 4, em xin phép được cập nhật những cái chính sách ưu đãi tăng cường thêm đâu đó nó vào khoảng vài chục triệu nữa cho anh em ở cái thời điểm mùng 8 tháng 4 này anh em nhé. Thì dòng Mazda 3 sedan này đang cạnh tranh trực tiếp với các xe có trên thị trường, ví dụ như là xe Kia K3 này, xe Hyundai Elantra này, hay là xe Toyota Altis. Thì với ba sự lựa chọn cho anh em, nó bao gồm phiên bản 1.5 Premium này, 1.5 Luxury và 1.5 Dynac, để cho anh em có thể cân đối lựa chọn những cái phiên bản mà anh em đang có nhu cầu tìm hiểu anh em nhé. Thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản cho anh em, thì anh em hào phóng cho em xin một lượt like này, cũng như là đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để sẽ là người đầu tiên được cập nhật những cái chính sách, cái giá bán mới nhất, cạnh tranh nhất mà mỗi khi em chia sẻ với anh em nhé. Thì đầu tiên em xin chia sẻ với anh em cái bản 1.5 Deluxe. Cái bản này hiện tại đang có giá là 669 triệu. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt tại thời điểm mùng 8 tháng 4 em chia sẻ, thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 687 triệu. Trả góp thì đang là 219 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 681 triệu. Trả góp thì đang là 206 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, thì anh em cần chuẩn bị cho em là 666 triệu. Trả góp thì đang là 188 triệu. Đó. Đây là cái phiên bản em đang chia sẻ với anh em là phiên bản 2023. Còn anh em nào mà muốn lấy cái phiên bản 2022, em sẽ trừ thêm cho anh em khoảng 20 triệu nữa anh em nhá. Anh em lưu ý cho em cái phần này. Tổng lăn bánh trên đã bao gồm các chi phí cứng để anh em tự đi đăng ký. Ví dụ bao gồm tiền thuế trước bạ này, tiền biển số, phí dán biển số, phí bảo trì đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Và chưa bao gồm cái chi phí đăng ký trọn gói và cái tiền bảo hiểm thân vỏ anh em nhé. Anh em mua qua trả góp thì sẽ bắt buộc phải cộng thêm cái tiền bảo hiểm thân vỏ giúp em anh em ạ. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Mazda 3 Sedan, cái bản 1.5 Luxury. Cái bản này hiện tại đang có giá là 699 triệu. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt tại thời điểm mùng 8 tháng 4 này, thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 712 triệu. Trả góp thì đang là 224 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 709 triệu. Trả góp thì đang là 211 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, thì anh em cần chuẩn bị cho em là 691 triệu. Trả góp thì đang là 193 triệu. Đó. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn nhé, hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào ấy, thì anh em vui lòng gọi điện cho em hoặc là nhắn tin cho em ở số điện thoại trên màn hình. Thì lúc đó em sẽ gửi tới cho anh em một cái mức giá chi tiết nhất và giá sẽ là cạnh tranh nhất anh em nhé. Vì em là người trực tiếp đứng bán nên là em sẽ hỗ trợ một cách tốt nhất cho những anh em đang có hộ khẩu tại khu vực Hà Nội. Còn anh em ở tỉnh ấy, thì anh em vui lòng xem cũng như tham khảo kênh của em để có sự chuẩn bị về tài chính của mình một cách tốt nhất để lấy những cái phiên bản mà anh em đang có nhu cầu tìm hiểu anh em nhé. Đó. Hiện tại bên em đang rất là sẵn xe giao ngay cái phiên bản Mazda 3 Sedan 1.5 Luxury này. Cái phiên bản 2021, phiên bản 2022, anh em muốn lấy thì em có thể giảm thêm, tiếp tục giảm thêm cho anh em nhé. Đó. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba, đó là cái bản Mazda 3 Sedan 1.5 Premium. Cái bản này hiện tại đang có giá là 759 triệu. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt tại thời điểm giữa tháng 4 này, thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 834 triệu. Trả góp thì đang là 260 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 828 triệu. Trả góp thì đang là 244 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, thì anh em cần chuẩn bị cho em là 812 triệu. Trả góp thì đang là 226 triệu. Đó. Tổng lăn bánh thì em đã chia sẻ với anh em, nó bao gồm các chi phí cứng để anh em tự đi đăng ký, bao gồm tiền lệ phí trước bạ, phí biển số, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Đối với anh em mua qua trả góp thì em đang tính cũng như là hỗ trợ cho anh em khoản vay lên đến 85% giá trị xe trong vòng 8 năm
và tối thiểu là 3 năm anh em nhé. Và anh em mua qua trả góp sẽ phải cộng thêm giúp em cái tiền bảo hiểm thân vỏ vào, vì đó là bắt buộc anh em ạ. Đó. Vừa rồi thì em đã chia sẻ rất là chi tiết cho anh em tất cả các phiên bản của dòng Mazda 3 sedan này rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt này, giá cạnh tranh và giá chi tiết thì anh em vui lòng qua điện cho em và hoặc là kết bạn Zalo cho em thì để em gửi cái bảng giá lăn bánh chi tiết nhất anh em nhé. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh nhé, vì kênh xe giá tốt 24 giờ của em ấy là kênh em trực tiếp buôn bán cũng như là sẽ hỗ trợ một cách tốt nhất cho những anh em đang có hộ khẩu tại khu vực Hà Nội nhé. Đó, em xin phép được dừng video tại đây ạ. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.